quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết. Thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại là một đại gia trong lĩnh vực bất động sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Phạt tiền hoặc là phạt tù. Chìm sâu. Oh, money's gone. Baby, em trông thấy anh phải buông lời sầu. Anh đôi chân mi chìm sâu. Oh, money's gone. Em chỉ mong anh cứu em giờ này, kể cả khi ta phân ly. Tải ngay ứng dụng EntrateX by DNSD để được miễn phí giao dịch trọn đời. Công nghệ vượt trội, nguồn vốn vững mạnh và an toàn. Giao dịch đơn giản, nhanh nhất Việt Nam.